Hello cả nhà, xe đạp Nhật Bản xin chào. Trên bản chúng ta là một con xe rất cổ nha anh em. Xe này thì mình về cũng khá là lâu rồi, nhưng mà chủ yếu là để trưng bày thôi. Thì hôm nay thì mình lên video để muốn chia sẻ lại cái siêu phẩm này cho những anh em đam mê khác. Thì anh nào mà có sưu tầm trong cái bộ sưu tập á thì alo cho Phúc ha. Đây là một con cổ của Panasonic anh em. Nói chung là xe này nó hoàn hảo luôn, đẹp cực kỳ. Nói chung là chỉ có chạy xước ít thôi, còn lại là nguyên zin hết ha. Từ nước sơn cho tới vàng đồ đạc thì còn rất là đẹp luôn ha. Đi vô chi tiết cho anh em coi nè. Màu thì là màu trắng bạc ha anh em. Đây, cây dưới là cây trắng nè, Panasonic nè. Về trên là cây bạc nè. Đó, xe này thì hôm qua mình vừa đi ăn cổ về á. Nếu mà có theo dõi cái Zalo của mình á thì mình có đăng một đoạn video ngắn. Đây. Đó. Màu này thì thật sự ra là không thể chê được nha anh em. Trắng rất là đẹp. Đây. Xe này nếu mà rửa mà lau lại đâu đó đàng hoàng thì còn đẹp nữa nha anh em. Đây. Mấy cái dấu này là thì tại thường cái màu trắng nó vậy á, lau chùi lại thì nó còn đẹp nữa. Đây, yên xin nè, visa nè, đồ nhôm hết nha anh em. Cái giữa là nhôm ha, còn kiếm trước với lại kiếm sau là thép ha, kêu bằng nhôm ba cây á. Này mình quay đồ đạc chi tiết cận cảnh cho anh em coi hết để mọi người tự đánh giá ha. Hôm trước mình có một con cổ cổ 105 anh em đó, thì xe đó nó cũng đẹp tương tự ngang như con xe này ha. Cái chỗ mà nó sợi sên nó bị chày nè, nó được làm bằng nhôm luôn nha anh em. Cái này nhôm luôn nha, chứ không phải mũ nha. Nhôm hay mũ ta? Đây, hình như là nhôm anh em, phải mũ đâu. Rất là đẹp đó. Sử dụng cái bộ rúp Shimano tên của nó nè anh em. Vành là vành niền á, niền là niền hai phân quá, niền hai phân của Shimano Waraya cặp lớp Barasa còn nè. Cái nóc cũng đẹp. Đây bộ thắng trước tháng sau của Dia Trung Le ha. Dia Trung Le đặc biệt cái vành này nè là bằng nhôm luôn nha anh em, chứ không phải bằng mũ nha. Đó, full nhôm. Thấy cái đèn này cũng là nhôm nữa nè ha. Đó, nó làm cực kỳ sắc sảo và chi tiết luôn ha. Đây là một con xe rất là đáng để sưu tầm nha anh em. Do thật sự là do xe bây giờ mình về nhiều quá nên là mình phải bán bớt. Đó, chia lại cho anh em nào thật sự đam mê nha. Với lại cái giá của nó thì nó cũng hơi cao. Đó, cho nên là thật sự đam mê mới có thể là sưu tầm mấy con xe này anh em. Đầm bọng đồ này kia là còn hoàn hảo hết ha. Đó. Ốc tán theo thời gian nè ha. Nó xuống màu anh em, nó xuống màu binh đó. Đẹp, giá mang. Do xe trắng cho nên là mấy cái vết bụi này mình thấy nó dễ bám, nhưng mà khi mà mình chùi rửa ra thì rất là đẹp. Ngay chạy ra cái con ốc này mà nó còn đẹp về nè nè, thấy chưa. Đây là cái tem nội địa Nhật nè. Xe trong trạng thái hoàn hảo ha. Đây, Milan nhôm nè. Mình có nói rất là nhiều hết em, những cặp Medan này là có thể là mua lên tới 500.000 mới được cặp Medan này đó anh em. Xe này thì để cho mấy chú lớn lớn tuổi mình uống cà phê một cái thì thôi hết ý luôn. Chạy ra tới quán cà phê là
người ta bu lại người ta hỏi liền. À, rất là đẹp. Bánh rất là chết anh em, quay nhẹ cái mà nó quay nãy giờ đó. Ít cày ha, không có cày nhiều, chỉ có một số chỗ mà không đáng kể. Cái này là theo thời gian ha, chùi rửa ra thì nó ra thôi. Đây nó bị lên màu quá anh em, kêu bằng lên màu quá ha. Đây cái nắp nó ra da nè, đây nha. Giá trị của thời gian mà nó còn đẹp như thế này thì không phải dễ kiếm ha. Rất đẹp, sườn cũng đẹp đó nè, ha, sườn hình bình hàm đó, anh em kỹ ha, xe rất là thông. Này phần pin là còn xài được nha, xài tóc. Đèn này zin theo xe nha anh em. Đây zin theo xe này, công tắc thì nằm đây, xài bằng pin ha. Đèn hiệu National. Đây đó, ban ngày mà nó sáng được gì thì ban đêm cũng rất là ok ha nè. Dĩa đây, quay lại cái dĩa cho anh em coi ha, đây đam đồ nè. Rồi mình quay rất là cận cảnh chi tiết ha, anh em nào thật sự chơi thì xem kỹ xe rồi alo cho mình, được giá thì mình chia lại cho anh em để sưu tầm ha, tại vì mình xe nhiều quá rồi, rất là nhiều xe nè, không có thời gian chăm sóc, để lâu ngày thì bụi nó bám đồ này kia, không chăm sóc kỹ được. À, anh em nào thích chơi thì alo cho Phúc qua số điện thoại 089 883 1244 sẽ đặt những bãi. Xin chào, hẹn anh em cái clip kế tiếp cùng con xe kế tiếp.